Toan tính khó hiểu của huấn luyện viên Trussi với băng thủ quân đội tuyển Việt Nam. Trong gần một năm dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Trussi, một trong những yếu tố bất ổn nhất đội tuyển Việt Nam là danh tính của người đội trưởng. Nho còn chưa chín. Đội tuyển Việt Nam trở thành đội đầu tiên chia tay ASEAN Cup 2023 sau thất bại 0-1 trước Indonesia ở lượt trận thứ 2 vòng bảng, diễn ra tối ngày 19 tháng 1. Đây là lần đầu sau 7 năm, Quang Hải cùng đồng đội mới bại trận trước Indonesia. Bên cạnh yếu tố chuyên môn, chiến thuật đã được chỉ ra, đội tuyển Việt Nam còn gặp vấn đề tinh thần. Quả thực, các học trò huấn luyện viên Philip Trussi đã chơi hay ở trận đấu trước gặp Nhật Bản. Khi được đá ở thế cửa dưới, không chịu áp lực phải thắng. Còn khi gặp Indonesia, trong trận đấu phải thắng để nuôi hy vọng, đội tuyển Việt Nam lộ rõ sự bối rối và mất phương hướng. Đội tuyển Việt Nam thua tâm phục khẩu phục việc Nguyễn Thái Sơn bị thay ra sau hiệp 1 bởi căng cứng tâm lý, hay phần lớn đội tuyển Việt Nam xử lý hỏng, bởi chiến thuật và mắc nhiều sai lầm cá nhân cho thấy tinh thần đang là vấn đề lớn của thầy trò ông Trussi. Tròn 5 năm trước, đội tuyển Việt Nam đã đánh bại Jordan để giành vé vào tứ kết ASEAN Cup 2019 nhờ màn trình diễn cuộc khởi ở hiệp 2, sau khi chơi không tốt trong hiệp 1. Đối chiếu với tình cảnh hiện tại, rõ ràng bản lĩnh đang là vấn đề không nhỏ với đội bóng của chiến lược gia người Pháp. Dưới thời huấn luyện viên Trussi, đội tuyển Việt Nam đã bị đối thủ dẫn bàn trong 7 trận, và toàn thua cả 7 trận này. Khả năng lật ngược thế cờ là 0%. 11 trận, 6 đội trưởng. Một trong những yếu tố khiến đội tuyển Việt Nam dễ lung lay là việc huấn luyện viên Trussi vẫn chưa tìm được một thủ quân thực thụ cho đội tuyển Việt Nam. Trong 11 trận đã qua cùng đội tuyển quốc gia, tính cả vòng loại World Cup, ASEAN Cup và giao hữu, huấn luyện viên Trussi đã lần lượt trao băng đội trưởng cho 6 cầu thủ. Quế Ngọc Hải, Đỗ Hùng Dũng, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Quang Hải, Đặng Văn Lâm và Nguyễn Tuấn Anh là những cầu thủ đã sắm vai thủ quân. Điều đặc biệt là, không cầu thủ nào đeo băng thủ quân quá 4 trận. Quang Hải có phù hợp với vai trò thủ lĩnh. Thời gian đầu, việc tắm băng đội trưởng được luân chuyển qua nhiều cầu thủ dường như cho thấy huấn luyện viên Trussi muốn kiểm tra năng lực lãnh đạo, chỉ huy của một số học trò. Tuy nhiên sau 6 tháng thử nghiệm, đến giải đấu chính thức, huấn luyện viên người Pháp vẫn không ngừng xoay tua tắm băng này. Ngoại trừ 2 lần thay băng đội trưởng bất đắc dĩ, thủ quân dính chấn thương hoặc bị rút khỏi sân ở các trận gặp Iraq và Indonesia. Những lần chỉ định đội trưởng còn lại của ông Trussi đều là trước trận đấu. Ở trận gặp Philippines, Bùi Hoàng Việt Anh là thủ quân. Sau đó đến trận gặp Iraq, Quế Ngọc Hải đeo băng. Ở cuộc so tài với Nhật Bản, Hùng Dũng là người được chọn. Đến trận gặp Indonesia, tấm băng đó đổi chỗ một lần nữa, lần này người đeo là Quang Hải. Một điều đáng chú ý nữa, một số cầu thủ được đeo băng đội trưởng thực ra cũng không chắc suất đá chính. Hùng Dũng đeo băng thủ quân ở trận gặp Nhật Bản, sau đó hoàn toàn ngồi ngoài ở trận gặp Indonesia dù đội tuyển Việt Nam bị dồn ép nghẹt thở ở tuyến giữa. Quang Hải, thủ quân ở trận gặp Indonesia, đã không được ông Trussi sử dụng phút nào trong trận gặp Nhật Bản. Hoàng Đức, một cầu thủ trong nhóm đội trưởng ở giai đoạn đầu huấn luyện viên Trussi nắm quyền, cũng bị loại khỏi 2 trận đầu vòng loại World Cup, rồi nghỉ ASEAN Cup vì chấn thương. Huấn luyện viên Trussi có tìm được thủ lĩnh thực thụ cho đội tuyển Việt Nam. Việc không có thủ lĩnh thực thụ là khiếm khuyết của đội tuyển Việt Nam, khi ở thời điểm then chốt, không ai đốc thúc, xốc dậy tinh thần. Quang Hải chưa bao giờ phù hợp với vai trò thủ lĩnh khi anh được nhận xét là trầm lắng. Tuấn Anh cũng tương tự. Bởi cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai không có cái uy đủ, rắn để cùng đồng đội trấn áp đối thủ. Ở U23 Việt Nam, vai trò người thủ lĩnh cũng rất mờ nhạt. Huấn luyện viên Trussi chọn ra nhóm đội trưởng 4 người, xoay tua tắm băng cho nhiều cầu thủ. Nhưng nếu cách làm này phù hợp ở giải trẻ, thì tại sân chơi đội tuyển quốc gia vốn khốc liệt và khó lường hơn, việc tìm ra một ngọn hải đăng thực thụ giúp sốc vác đồng đội và truyền tải ý tưởng của huấn luyện viên là rất quan trọng. Tuy nhiên với tốc độ xoay băng hiện tại, có thể nói đội tuyển Việt Nam khó tìm một thủ quân thực thụ trong tương lai gần.